Đi à, đi ngắm cảnh nha, đi xuồng nha. Rồi hai anh em mình tiếp tục đi thăm luồng máy mới nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Hy vọng cái luồng bẫy này sẽ trúng lớn nha. Rồi. Rồi. Chúc tiếng Anh cái đầu tiên chính cắn khủng nha. Rồi. Rồi. Hút hàng. Bên đó mình có con cá nha cả nhà. Hả? Rồi ok. Đây con bẫy đầu tiên nha cả nhà ơi. Chúng lắm. Chuột còn cả nhà. Mấy đường táo. Mấy dính đường con hoành hành đó mọi người ơi, con ba nó xíu xíu. Người ta dính gắn khủng khủng hơn anh em mình dính lớn. Ừ. Nó nhỏ quá làm biến quay luôn. Chạy đỡ hơn con nãy. Rồi ừ. Thôi mình bỏ vô tấm lưới rồi mình thăm tiếp cho mọi người xem. Trong đây nãy cái treo trước á mọi người, con hấu hành với con hấu ngựa nè, giờ được con hấu hành cái thứ ba. Rồi thôi mình bỏ vô nha. Có hàng nha mọi người, có hàng nha, cũng được, có hàng là vui rồi. Rồi ok, tiếng Anh đang lồm khồm chuẩn bị thăm cái bẫy nha các mọi người. Hả hả, trời trời, chỗ nó ngon không dính đâu mọi người ơi. Đây có con cá nha cả nhà. Cái này chắc có, chắc chính hổ ngựa không. Rồi hấu hành cả nhà ơi. Nhỏ. Ừ. Trời ơi là trời, kìa ông ngộ vô. Con này không biết kêu bằng con gắn hay là con gít. Trời ơi trời, vun đầu mùa. Này vun thả luôn chứ rồi. Quá trời nhỏ. Vun vô nó diệt con chuột mình chết queo luôn cả nhà. Coi tình hình cái con này mới mình bỏ luôn cả nhà ơi. Trời ơi trời, ổng mà lớn. Quá trời quá đất. Lạng không được lạng. Bắt về luôn cả nhà ơi, bắt về mình đem về mình thả ở khu nhà mình. Ơ thứ gì đâu chịu nổi thế này. Ảnh mới dính con vun, còn mình dính con đẻ nha mọi người. Đây, đẻ rồi lớn nè. Nhà thả đẻ này bỏ luôn nè. Kẹt đầu luôn. Ôi trời, dính gắn tội vô. Kẹt đầu luôn nè. Dám nhỏ, nhỏ hơn là cái. Vậy mà cũng vô làm chuột luôn chứ. Hai con vô làm hết hai chuột luôn. Trời ơi, đầu lòi cho coi khúc. Có gắn con là có gắn mẹ nha. Còn con gắn thứ dữ trong đây lắm. Ừ. Tại vì nó chưa thôi. Gắn con nó đi ăn trước, gắn mẹ đi ăn sau. Rồi ra đó. Đó. Trời ơi. Nó chạy trốn ngay này. Cứ khi nào hổ nó chín nữa không ta?
nó lẹ quá, nó lùi mất tiêu rồi. Thả hồi vòng vòng đây, hồi nó vô 7 mình nữa chết luôn. Rồi nó mất tiêu mọi người. Hồi hai anh em mình vô chuột rồi đặt lại. Rồi nào có hàng khủng hai anh em mình quay cho mọi người xem nha. Ủa nó bẫy sống đây cho nha, nó rửa cái lọt. Đĩa thứ quắc luôn. Trong đây mình có con cá nha mọi người. Cá gốc dừa. Im gù người ta. Chuột con luôn mọi người ơi. Chỗ ngon quá. Chứ bụi chuối này. Bạch lúa ngon quá. Giờ con gắn coi. Một hàng nào cho ngon ngon này. Ê, bụi chuối trong trên đó. Trên phải không? Trời ơi, nhà hiệu. Nhà te luôn. Chuột còn luôn. Rồi, tới cái bẫy của mình nha cả nhà ơi. Mình đặt tuốt trên kia luôn. Rồi, trống lỏng luôn. Chuột nó quậy trống. Á dạ. Sập ổ. Khó khăn quá. Trời trời mới ra nó cắn banh chạnh kìa. Cái tường này mình có con cái nha cả nhà. Chỗ này im lắm nha. Nhà hiều. Chuột còn luôn cả nhà. Cái anh đang thăm cái bẫy nhé cả nhà. Vô à. Vô cái gì vậy? Làm buồn quá. Trời ơi. Không dính được cả nhà. Ở bên đây mình có con cá nha. Tình hình không gài căng lắm mà nó nghe cả nhà. Hôm nào chắc phải học hỏi đồng nghiệp nữa mới được. Cái đồng nghiệp kia bạn dính gắn khủng không. Mình toàn này, hàng mini không. Trời ơi trời, nó pha rác vô đầy một lọt này. Đầy một lọt rác này. Xây nhà lầu trên này luôn. Quá. Xây nhà lầu luôn rồi. Rồi thôi, để mình xử lý cái cả nhà. Thắt hết hồn. Vô. Vô đồ lại coi. Vô đồ lại coi. Vô không? Rồi. Nghe xeo. Chuột ngủ quên luôn. Trời ơi. Chuột ngủ không thức. Này gió bao có đồng nghiệp chứ không đâu, có cọng dây cọp nữa nè. Đó. Đó. Đó là dây này mới đó mình nè. Mới hả? Dây này mới đó. Dưới đây có con cá nha cả nhà. Chuột còn luôn. Chuột còn luôn hả gì cả nhà ơi. Chuột còn. Đó con cá nha cả nhà. Dạ 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 dạ. Chết rồi. Mặt lúng rồi. Bị lúng nữa ở đây cả nhà. Dạ.
chuột còn luôn cả nhà. Anh em mình còn thẳng cái nha cả nhà. Tiếng Anh cho chổng thăm. Mình lên đây mình thăm cái. Hai luồng vẫn chấn tay như thường. À, cái được hai con. Trời ơi trời. Quá phê luôn. Rồi, chống lỗng nè cả nhà ơi. Ôi, ôi, đủ con không hành. Trời ơi, cũng có lý nè. Ôi, ôi, cũng nhỏ à, mọi người ơi. Nhưng mà ăn cái, nó ăn con chuột chà bá luôn. Ăn mỗi cái cuối cùng mọi người ơi. Con này cũng không bự đâu, nhưng mà có một cái, nó ăn con chuột nhỏ bụng chà bá luôn. Rồi thôi, để mình xuống dưới kia mình bắt cho mọi người xem nha. Hơn là cũng bầu. Ăn con chuột. Con mọi người, con cuối cùng luôn nha mọi người. Gì nổi không biết, không nổi đâu, quá trời bụng rồi, bụng không quá trời, đang tươi nha. Rồi khó biết đẹp luôn. Rồi thôi thôi, anh em mình kết thúc video rồi mọi người. Bỏ một gắn này vô cái.